Rồi ok, giờ các bạn lấy từ nhà anh bài tiếp ha. À dạ, mình thua rồi các bạn. Rồi ok, chúng ta đấu bài mà thôi. Như một số bạn đó mình đừng nói chơi đánh bài mà đấu bài. Đấu bài lắm. Rồi ta nói gì cũng là đánh bài rồi các bạn. Rồi ok. Rồi quăng con này ra trước, con này nhìn đô phết. Rồi không sao cả, để coi anh ấy chơi chiêu gì nào. Được khi anh ấy ra cái chổi thì mới nguy hiểm rồi. Ồ vâng, anh ra cái chổi thật các bạn. No no no. I tire of wasting my time with you. Ồ, cũng kinh đấy. Hay thấy kinh đấy. Nhưng mà tính tới cái này chưa hả ông anh? 500 mày đáng gì đâu hả các bạn? Con đó là con gì mà chả biết, bắt về đè thôi. Rồi xong. Hai bên khỏi bên nào dùng trap. Có lá này không cần phải gì thì không cần phải dùng cái lá tường thành ở bên xe ba nữa. Con chỉ rồi rất là lợi luôn. Nhưng mà vấn đề là nó khống chế, nó không cho lật luôn nha các bạn. Có dù các bạn chơi một cái lá kia nó cho lật lên nhưng mà nó sẽ vùi hóa. Rồi ok, úp số thì cũng có chịu trận thôi. Rồi úp lá này xuống. Nhưng mà tất nhiên là mình không có xài được. Rồi ok. 2001 đau lắm đấy. Tiếp. Giờ còn 48 lá nữa nha các bạn. Lúc trước á, là mình chơi 52 lá, giờ rút còn 48 thôi. Tỷ lệ ra bài mình thích nó cao hơn. Rồi cá mập ra trận. Bản này nhiều quá ngon ghê. Bên bản của Joey cái con mà thường ra ngon nhất cũng có 1009 nè. Không tính mấy con mà nó có effect 2001, 2003. Thì bên này có con này nó 2001 mà nó bắn thoải mái luôn à. Không có effect gì cả, không có bị lật qua. Lại 500 à. Rồi ok, qua con này ra chơi. Mà ra chơi là chắc chắn phải sổ sổ số kiến thiết rồi. Ngửa đi. Ây da, xui quá. Kệ nó không sao, cuộc đời nó có lúc vậy mới vui chứ. Rồi ok, cũng hay đấy ông anh. Not bad. Con này vậy mà cũng kinh, kinh phết. Úp con này xuống chơi. Ngửa đi. Rồi. Bán này ngửa cho vui thôi. Là con này.
nó cũng giống con mìn ở bên bản của tôi ấy đó, chả có gì đặc biệt. À rồi, bắn đi. À cái sơn này. Ồ, kinh thế. Sao vậy nó lỗ lá này. Gắn cái rìu vô được anh lợi hại đấy. Nhưng mà cũng thường thôi. Úp lá này xuống rồi đã. Đi chơi rồi nhé ông anh. Rồi xong. Quăng ra. Rồi ở yên đây. Chơi. Ông anh đừng có tưởng là ông anh chơi được em. Chấp nhận luôn các bạn, mình với nó chơi lệch máu không nhiều, có 400 điểm thôi. Ây da, anh hết bài đi chơi rồi. Đây nè, con Shizuo lên luôn. Rồi xong. Cũng kinh đấy, nhưng mà ông anh không đủ máu để chịu hết trận. Rồi thôi cho thằng em anh xin mấy lá bài mới đi. Khổ quá rồi. No. Rồi cho em xin mấy lá bài thôi, có gì đâu căng. Oh. Con này có rồi. Con này có rồi. Cái này là gì đây? À, chuyên chế thuốc để mà giết quỷ hả? Cái này là tiêu diệt tất cả những con quỷ, đó bạn nào hệ quỷ mà đang ở trên sân. À, nhớ rõ giết luôn cà phê mình, lá là tào lao. Đánh quân ta lẫn quân mình, quân địch lẫn quân ta. Như là dạng như chuyên chế độc dược để giết quỷ. Ờ, à, thế lão này với lại chị Điệp, Điệp Trụ là có họ hàng với nhau à? No, this can't be. Nó vui các bạn thôi chứ nếu mà dịp đi thêm một diễn biến khác thì biết đâu chị Đẹp với lại Thượng Quyền Nhị, Thượng Quyền Tam gì đó mình không nhớ, thay vì giữ lấy hận thù cưới nhau nhiều khi ra đẻ con chắc đẹp lắm. Thuyền Nhị với Thượng Quyền Tam là dùng đấm đấm mà. Cái anh mà đẹp trai mà chuyên đi săn cái đẹp ấy. Tại cái lưỡi gươm diệt quỷ mình mới coi có một lần là mình chưa nhớ hết nội dung của nó. Take this. Cho anh rút đi. Đúng là chưa hết nhớ hết nhưng mà các bạn, mình đang đợi phần tiếp theo của anh lưỡi gươm diệt quỷ đây. Hình như phần 3 sẽ là làng tờ rèn thì phải. Oh. Nói chung là tội nghiệp thì vẫn là tội nghiệp Muzan thôi các bạn. Cả đời đi tìm đi tìm một loài hoa mà chỉ nở rồi. Quỷ thì không thường xuất hiện vào ban ngày, tại vì sợ ánh nắng mặt trời. Kết quả là như các bạn biết rồi đó, hoa biến ngàn xanh là cái thứ mà anh em Tanjiro với Nezuko là ăn mỗi ngày luôn. Bó tay. Hôm đó hai dì giết cả nhà Tanjiro thì Muzan thực chất chỉ cần vô xin ăn nhờ bữa cơm là có khi là không phải sợ ánh sáng mặt trời nữa rồi. Hay già thiệt là tội nghiệp quá đi. You're merely postponing the inevitable.
đây, cá mập của anh. Bút sức mạnh vô nào. Đây là sức mạnh tâm linh các bạn. Are you trying to make me angry? Your future hinges upon this fight. Worthless. Oh, con nào đấy? À, con này. Kêu lên để thủ rồi. You're merely postponing the inevitable. Rồi, gọi con này ra luôn. Chơi. Chơi. Con này nãy đeo được cái gì truyền vô nhìn cũng kinh. Con này là quỷ à, mình cứ tưởng là robot chứ. Wow. Rồi. Rồi anh cũng chết à. Em bắn là anh hết máu luôn. Bắn. Are you trying to make me angry? Bắn. Ông anh đừng có mà tự cao. Cậu bà em mạnh lắm đấy. Cái gì đây? À, con la bài ốp đó rồi. Rồi, ok. Rồi, cho con quỷ áo giáp vàng, da xanh chấm đỏ này bắn phát đi. Tội nghiệp nó. Con quỷ này nhìn nó hài hài sao đó mà. Đủ ba màu luôn. Con này mà cho làm cái đèn giao thông chắc cũng hạp à. Rồi, vô chơi tiếp ra các bạn. Tính ra bộ càng về sau với cái game bài Yugi nó càng dễ các bạn. Tại trong tất cả các bộ mình thấy đánh với Marit là dễ nhất luôn á. Là đánh với Yugi thì nó hơi thiếu bài. Đánh với Kaiba đó thì tại vì bài mạnh mình chưa có. Mấy cái lá như Watch Rider rồi thằng đạt rồi mình chưa có. Rồi đánh với Yugi với Kaiba thấy mọi thứ nó dễ dàng. Tại mình có rất nhiều bài để hỗ trợ luôn. Chỉ là mấy con mạnh mà mấy con không biết nó còn có effect nữa thì thật sự nó thua hầu như là không có cơ hội để thắng mình các bạn. La này cũng lợi hại kinh ghê chứ. Ồ tất nhiên. Ngửa đi. Oh yeah. Đây nhập vô. Con này để nó sống thì rất lợi cho mình. Mỗi lửa nó cộng 1000 máu. Là con này. Rồi xong 4000 máu luôn. Một phát thôi mà thấu tận trời xanh các bạn. Con này nó bình thường vậy thôi nhưng mà đến lúc mà nó sổ số một cái là nó mạnh ngang thần ra luôn. Ồ, oh, đem hạ vô à, kinh đấy. Nhưng mà không lật qua được thì nhập cái mặt nạ vô vậy là phí rồi. Giờ con này bắn nó chết được mà. Tiền tội nghiệp. Thôi, chú dọa ai. Ngửa nữa đi. Trời. Trúng nữa. Rồi thôi, vậy lần này coi như Marit xui rồi. Rồi xong. Xong anh Marit luôn. Đánh cấp tốc. Tại vì điểm giữa có 8000 mà sát thương lên cao quá đó các bạn hiểu không. Bài của Yugi chúng ta rất là khó kéo máu nhanh nữa phương. Tại đa phần bài công nó yếu. Đánh phải đánh lâu dài. Thành ra nhiều khi biến số trận đánh nó cao. Còn nhiều quýnh từ Zoe với trở lên đó, thì bài hầu như quá mạnh đi. Thành ra nhiều lúc kéo máu hết trong bài lượt hồi chỉ bình thường. Chấm với 2-3 lượt là đủ rồi. Ồ oh. Và đó bài nhìn khá là hay đấy. DD Warriors.
Bà nào biết cách xài con này chỉ giùm mình nha. Con này mình chưa gặp nó bao giờ, chưa biết cái chữ đi đi này có phải là khu trục không vậy. Mình không hiểu cái lá bài lắm, 4 sao mà vậy thì hơi bèo. Có cái effect vô thì, nhưng mà cái effect này xài sao? Cái này thì hãy sấm sét. Để coi, sấm sét có effect luôn. Effect này mình cũng chưa hiểu, bạn nào biết effect này chỉ cho mình luôn nha. Con này hệ quang, con này hệ thổ. Cái này là thuộc nhóm sấm sét, cái này nhóm chiến binh. Ngàn 8, ngàn 2, nói chung hệ quang vậy cũng được. Mà bên bản này ngàn 8 mà thấy cũng không có sức chơi rồi đó. Rồi thôi, video xin được phép kết thúc ở đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.